Hai lúa đã quay trở lại rồi đây. Video clip trước chúng ta đã có một cái nhìn tổng thể liên quan tới giai đoạn thứ hai khi mà phát triển phần mềm, khi mà mô tả phần mềm đó là giai đoạn phân tích hệ thống (system analysis). Từ video clip này chúng ta bắt đầu tìm hiểu vào các cái giai đoạn để mà chúng ta xử lý liên quan tới việc phân tích hệ thống nhé. Tip của video clip này đó là trong tổng quan có chi tiết, trong chi tiết có tổng quan. Câu này có nghĩa là sao? Tức là khi mà chúng ta làm bất kỳ công việc nào, chúng ta cũng phải bao gồm hai giai đoạn. Đó là giai đoạn làm tổng quan và giai đoạn làm chi tiết. Giai đoạn làm tổng quan nó giúp cho chúng ta hình dung được toàn cục cái sản phẩm, hình dung được toàn cục cái phân tích, hình dung được toàn cục cái cấu trúc vân vân và vân vân. Từ những cái tổng quan đó chúng ta sẽ có những cái chi tiết nó được chẻ nhỏ chẻ nhỏ ra dần dần. Tại sao chúng ta lại có trong chi tiết có tổng quan? Tại vì khi khi mà các bạn làm chi tiết rồi thì các bạn cũng phải nhìn lại tổng quan của những cái chi tiết đó coi nó đủ hay chưa, nó ok hay chưa. Khi mà chúng ta làm bất kỳ một công việc nào của BA cũng vậy, chúng ta cũng phải có đi từ tổng quan xuống chi tiết, đi từ chi tiết lên lại tổng quan để mà đảm bảo được các công việc của chúng ta đều được thực hiện đầy đủ trọn vẹn và cũng như là một phần nào đó khi mà các bạn làm các bạn luôn phải làm thành tổng quan là vì để mà chúng ta có thể khi mà trình bày cho stakeholder, trình bày cho khách hàng á, chúng ta có thể dễ dàng được chúng ta bóc tách lại để mà trình bày cho họ tại vì khách hàng hay là các C level vân vân á, các stakeholder nói chung người ta lười coi chi tiết lắm và người ta cũng không có thời gian coi chi tiết cho nên là việc làm tổng quan luôn là một cái khâu rất quan trọng khi mà các bạn làm BA. Quay lại cái vấn đề phân tích hệ thống thì các bạn thấy đây là một cái điểm giao thoa giữa việc phân tích nghiệp vụ và phân tích hệ thống. Thì chúng ta sẽ có những cái bước chuyển đổi làm sao để mà chúng ta có thể mà dễ dàng hơn trong việc chúng ta phát triển. Thì cái khâu đầu tiên mà chúng ta phân chuyển đổi á, có rất là nhiều cách nhưng mình đã nói là mỗi BA có một cái phương thức khác nhau. Thì một trong những cái phương thức mà mình hay làm đó là chúng ta sẽ bắt đầu từ use case. Chúng ta sẽ bắt đầu từ phân tích use case. Rồi chúng ta sẽ tiếp theo là chúng ta từ những cái use case đó chúng ta mới có thể là phân tích rõ những cái flow nè. Chúng ta phân tích rõ những cái trạng thái thông qua state diagram nè. Chúng ta phân tích những cái sự tích hợp, những cái tương tác nè. Chúng ta sẽ có những cái công cụ ví dụ như là sequence diagram. Và cuối cùng là chúng ta sẽ lên cái cấu trúc database, cấu trúc cái dữ liệu của cái sản phẩm đây là một trong rất là nhiều phương thức để mà các bạn có thể áp dụng thôi. Còn các bạn có những cái phương thức khác nào, các bạn có thể tìm hiểu ra hoặc là các bạn có thể tìm hiểu từ những cái bạn ai khác à, thì các bạn cứ linh hoạt sử dụng thôi. Chúng ta không có bất kỳ một cái chuẩn nào cả. Công cụ là chết, con người là sống, dùng như thế nào là do các bạn. Thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu bước đầu tiên trong cái flow hồi nãy. Chúng ta sẽ bắt đầu từ use case. Thì uh, use case là gì? Chúng ta dịch từ điển thì use là sử dụng, case là tình huống. Use case là tình huống sử dụng. À, nếu như các bạn dịch theo từ điển như vậy, thì chắc chắn các bạn sẽ không hiểu use case là gì và các bạn sẽ làm sai. Mình đã cũng đã nhắc đi nhắc lại rất là nhiều lần. Đừng bao giờ lấy dịch nghĩa trong từ điển ra để mà chúng ta biến thành một cái định nghĩa. Các bạn làm như vậy chắc chắn các bạn sẽ bị nhầm lẫn giữa các cái công cụ khác nhau và các bạn cũng không biết thế nào để mà sử dụng cả. À, quay lại thì use case định nghĩa đúng nó là như thế nào chúng ta cùng xem nhé use case là hoạt động được thực hiện trên hệ thống use case nó về các cái activity những cái hoạt động được thực hiện trên hệ thống trên system trên system là sao trên system là làm xử lý nó trên là cái máy chủ xử lý trên cái hệ thống máy tính được cpu xử lý như thế nào thao tác ra sao trên cái máy á, trên cái hệ thống cái phần mềm á, thì nó là system cái này thì mình đã nói trong các video kiếp trước rồi thì nhiều use case gộp lại nó thể hiện các cái hoạt động các cái activity để hoàn thành một cái mục tiêu nào đó mục tiêu nó có thể là một cái quy trình nó có thể là một cái luồng flow và nó có thể là một cái chức năng nào đó, một cái function. Thì các bạn thấy là nói tới use case là nói tới các cái chuỗi các cái công việc, các cái hoạt động, các cái task để mà hoàn thành một cái quy trình, một cái luồng, một cái chức năng nào đó trên hệ thống. Chúng ta không còn nói gì tới cái thế giới thật nữa rồi, chúng ta nói tới trên hệ thống. Thì các bạn thấy là nhìn như vậy các bạn sẽ dễ hiểu hơn. Ví dụ như là các bạn muốn chuyển tiền trên ví điện tử Momo chẳng hạn thì use case chuyển tiền thì các bạn sẽ có use case thứ nhất là đăng nhập, use case thứ nhất là đăng nhập, use case thứ hai là chọn ngân hàng, use case thứ ba là nhập số tiền, use case thứ tư là nhập số tài khoản, use case thứ năm là xác thực, use case thứ sáu là kết thúc ví dụ như vậy. Thì các bạn thấy là các cái chuỗi use case đó nó tạo thành một uh, mục tiêu, nó tạo nó hoàn thành một cái mục tiêu. Các cái use case đó nó hoàn thành một cái mục tiêu đó là chuyển tiền và những cái use case đó nó được thực hiện trên cái app Momo. Thì các bạn thấy tất cả những cái đó nó đều thực hiện trên system nè, nó hoàn thành một cái yếu tố nè thì nó tạo thành một cái use case. Còn các bạn nói là cái ví điện tử Momo nó có use case là chuyển tiền, nó có use case là mua vé xem phim, nó có use case là thanh toán điện nước vân vân. Thì cái đó các bạn thấy cái đó là các bạn hiểu theo dịch nghĩa thôi, những cái đó là gì? Là user story. Cái đó là user story chứ không phải là use case. Thì ở đây các bạn thấy là chúng ta phải phân biệt rất là rõ ràng về mặt định nghĩa và dịch nghĩa. Chứ đừng bao giờ các bạn mà cứ lấy cái dịch nghĩa ra rồi các bạn hiểu nó là định nghĩa rồi các bạn tùm lum tà la hết. cũng Mình cũng muốn nói thêm cho các bạn là khi các bạn làm một cái chuyện gì đó các bạn luôn phải làm sao tìm được cái định nghĩa của nó. Chứ các bạn đừng có dịch nó ra từ từ điển rồi các bạn xem nó là định nghĩa. Làm sao để chúng ta thể hiện được use case Chúng ta sẽ có hai cái công cụ đó là use case diagram, tức là cái sơ đồ để mà vẽ vời mô tả use case và cái use case specification tức là mô tả bằng lời, mô tả chi tiết cái use case. Chúng ta xem use case diagram use case diagram là một cái công cụ đơn giản mà thật sự cũng chẳng có diagram nào là phức tạp cả các bạn. Tất cả diagram đều có một mục đích để làm sao để mà thể hiện mọi thứ nó đơn giản, nó ngắn gọn cho nên vẽ vờ diagram không có cái nào khó và phức tạp hết. Quay lại use case diagram thì nó có các ký hiệu gì? Cái ký hiệu đầu tiên là ký hiệu actor, ký hiệu là hình người các bạn thấy. Actor là tác nhân, tức là cái cái người, cái đối tượng user nào người ta đang thao tác hoặc là đôi khi cái tác nhân không nhất thiết nó phải là con người mà nó có thể là động vật, nó có thể là máy móc. Nhưng cái quan trọng của actor là gì? Đó là nó ra lệnh. Nó ra lệnh, nó tạo lệnh, nó thực hiện hành vi trên cái system. Hình thôi, cái nội dung trong hình thôi nó thể hiện những cái activity và nó chính là use case. Association tức là cái cầu nối, cái kết nối giữa cái actor và cái use case, tức là nó thể hiện cho chúng ta biết là use case nào được thực hiện bởi actor nào. Và cái cuối cùng là cái system boundary, tức là nó thể hiện cái phạm vi cái thể hiện cái vai trò cái phạm vi gói gọn trong đó ví dụ như là các bạn trong một cái ví điện tử đi chẳng hạn nó có rất là nhiều cái chức năng thì mỗi chức năng chúng ta phải có các cái boundary để mà gói gọn lại để mà chúng ta dễ hình dung chứ không là các bạn sẽ vẽ một cách luôn tuồn rất là nhất cái đầu À, đối với trình bày một cái use case diagram thì các bạn sẽ thấy nó luôn có ba nấc đó là use case chính nè, sau đó chi tiết hóa nó ra và đồng thời chúng ta sẽ có những cái use case phụ, những cái use case phụ đó nó không thuộc về những cái luồng chính, à, những cái luồng chính nó sẽ là sao? nó là những cái quan trọng nhất, à, luồng chính nó là những cái use case mà nó đảm bảo được, nó hoàn thành cái mục tiêu chỉ cần mất một hai ba cái gì đó ví dụ như vậy không có cái luồng chính đó thì chắc chắn các bạn sẽ không thể hào hoàn thành mục tiêu thì cái việc đầu tiên khi các bạn làm use case đó là các bạn phải phân biệt rất rõ giữa luồng chính và luồng phụ luồng phụ là những cái additional những cái cộng thêm những cái đó có thể có hoặc không còn luồng chính chắc chắn là phải có chắc chắn là phải đầy đủ tiếp theo khi các bạn trình bày use case thì các bạn sẽ có 3 level level 1 là level tổng quan level 2 là level phân rã chi tiết hơn và level 3 là một cái level mang tính là chi tiết hóa từng cái chi tiết Thì đây là cái mà mình nói là trong tổng quan nó sẽ có chi tiết Trong chi ti tiết nó thì sẽ có tổng quan Chúng ta tùy thuộc vào chúng ta trình bày Chúng ta luôn phải có cái sự tổng quan ban đầu nè Rồi sau đó từng cụ thể, từng chi tiết vân vân Các bạn sẽ trẻ nhỏ, chẻ nhỏ ra để các bạn trình bày thì trong luồng phụ chúng ta sẽ có các additional relationship những cái mối quan hệ đó là include và extend thì include và extend như mình đã nói đây là thuộc về additional relationship, đây là luồng phụ thì nó không có bắt buộc có ở trong luồng chính. Nó không có bắt buộc ở trên use case diagram. Cái đó tùy thuộc vào cái mong muốn của các bạn tạo nên. Include và extend thì include và extend nó khác nhau như thế nào? Thì các bạn có thể hiểu một cách đơn giản thôi. Extend là cộng thêm và không bắt buộc include là cộng thêm nhưng phải bắt buộc. Mình lấy ví dụ lấy trong cái app ngân hàng đi. Thì khi mà các bạn chuyển tiền thì các bạn sẽ có use case extend là ví dụ như các bạn có thể extend một cái use case là chọn người nhận theo danh sách người thụ hưởng. Nó là extend. Còn include thì mình có thể nói tới là OTP. OTP thì sẽ là include. Là vì sao? Bản chất OTP không phải là một chuyện bắt buộc. Thật sự các bạn có thể chuyển tiền không cần OTP, không có bắt buộc. Còn nếu như các bạn đã include OTP thì tất cả mọi cái luồng chuyển tiền nó đều phải nhập OTP hết. Nhưng về bản chất, các bạn bỏ cái use case OTP đó ra. Hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới cái luồng chính hết. Cho nên là cái include và extend là một cái mối quan hệ cực kỳ dễ hiểu lầm. Đây là một cái mà mình luôn nhấn mạnh lại các bạn phải hiểu rõ định nghĩa cái đã. Tại vì các bạn cứ thấy chữ include thì cái gì các bạn cũng include, các bạn cái gì cũng muốn bao gồm vô hết. Sai các bạn phải xác định rõ là cái use case đó nó thuộc về luồng chính hay luồng phụ. Nếu như nó thuộc về luồng chính thì các bạn sẽ không có thể nào include được tại vì luồng chính mà, các bạn không có include. Còn nếu như nó thuộc về luồng phụ, nó mang tính là additional, mang tính là cộng thêm thì các bạn có thể xem xét lúc đó có bắt buộc hay không. Nếu như nó bắt buộc thì là include, còn không bắt buộc thì là extend. Nha, các bạn nhớ hai bước một xác định use case đó thuộc về luồng chính hay luồng phụ nếu như luồng chính thì chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra include và extend nếu như nó thuộc về luồng phụ thì chúng ta bắt đầu xét nếu như nó bắt buộc thì là include nếu như nó không bắt buộc thì là extend nhớ cho mình hai bước đó tiếp vẽ use case thứ nhất nếu như cấp để mà các bạn có thể vẽ use case một cách dễ dàng các bạn phải hoàn chỉnh làm thật tốt các khâu về mặt business process cái đã sau khi các bạn hoàn chỉnh rồi thì các bạn sẽ xác định các cái hoạt động cần thực hiện trên system để mà hoàn thiện cái business process. Rồi các bạn sẽ sắp xếp kết nối lại các hoạt động phù hợp với các tác nhân actor sau đó các bạn hoàn thiện kết nối use case diagram để mà thể hiện lại rõ ràng. Thì các bạn thấy làm cái gì thì làm các bạn cũng phải xác định rõ khâu đầu tiên đó là các bạn phải xác định rõ business process cái đã. Như mình đã nói là bất kỳ một cái nào nó cũng phải có diagram và sẽ nó có mô tả bằng lời. Thì mô tả use case là một trong những cái công cụ để mà giúp các bạn mô tả kỹ hơn về cái use case các bạn luôn nhớ mình nói đúng không ạ đừng bao giờ mang cả thế giới vào một diagram không thể nào mang cả thế giới vào một diagram được diagram chỉ là một cái phương tiện để mà chúng ta có thể quan sát chúng ta có thể tìm kiếm những cái thông tin một cách rõ ràng thôi một cách rõ ràng trong một thời gian ngắn thôi chứ nó không thể nào mô tả hết tất cả mọi thứ được thì để mô tả chúng ta luôn phải có mô tả bằng lời thì mô tả use case sẽ đi kèm với cái use case diagram use case specification thì các cái thành phần của mô tả use case nó có thứ nhất nó là mã số để mà chúng ta có thể dễ dàng đánh số để mà chúng ta có thể tìm kiếm thôi. Thứ hai là tên use case là use case nó về cái gì? Thứ ba là cái tóm tắt cái description của cái use case đó. Rồi cái thứ tư đó là tiền điều kiện. Precondition, tiền điều kiện là sao? Tiền điều kiện tức là điều kiện đầu vào, điều kiện cần để mà chúng ta có thể thực thi được cái use case đó. Ví dụ như là các bạn thấy là để mà chúng ta có thể chuyển tiền thì chúng ta phải có pre-condition là chúng ta phải ở trạng thái đăng nhập. Tiền thứ năm là hậu điều kiện post-condition tức là cái đầu ra của nó là cái gì? Tiền thứ sáu đó là basic path nó là luồng cơ sở. Basic path là gì? Basic path tức là những cái luồng uh, bước cần làm để hoàn thành một cái use case nào đó. Luồng thứ bảy là alternative path tức là trong trường hợp cái luồng cơ sở cái basic path nó bị cái gì thì chúng ta có thể thay thế được hay không. Cái thứ tám đó là luồng ngoại lệ exception path ví dụ như là trong trường hợp bị fail bị lỗi ví dụ như là bị quên password khi đăng nhập chẳng hạn thì chúng ta phải làm điều gì. Luồng thứ chín đó là những cái quy định nghiệp vụ những cái business rule. ví dụ như là chúng ta phải đăng nhập bị lỗi quá 3 lần thì chúng ta làm cái gì. Rồi cuối cùng cái thứ 10 đó là yêu cầu phi chức năng những cái yêu cầu về mặt thời gian hoàn thành những cái yêu cầu về response time những cái yêu cầu liên quan tới concurrent user vân vân sẽ được yêu cầu theo cái use case đó thì đây là một cả những cái nội dung này chúng ta sẽ hoàn thành một cái tài liệu là mô tả use case mô tả chi tiết từng use case từng use case vân vân hoặc đôi khi chúng ta có thể là chúng ta các bạn có thể gộp lại một cái mô tả gọi là use case diagram specification tức là các bạn mô tả hoàn thiện nguyên một cái use case đó luôn tại vì ví dụ như là một số cái ví dụ như là chúng ta thấy một cái use case lẻ tẻ là đăng nhập dù khi nó không có gì nhiều để mà mô tả hết. À, chúng ta mô tả từng cái từng cái rất là mệt, tốn nguồn lực của các bạn. Thì chúng ta sẽ thực hiện là chúng ta làm sao để mà chúng ta có thể uh, gom lại một cái use case diagram để chúng ta mô tả luôn cũng được nữa. Không nhất thiết chúng ta phải mô tả lẻ lẻ tẻ từng use mà chúng ta có thể mô tả cả một cái use case diagram. Thì qua cái video clip đi qua tới use này thì các bạn thấy là use case là một công cụ rất là dễ dàng để mà thực thi và use các bạn nhớ use case đó là mô tả những cái activity để mà hoàn thành một cái mục tiêu mục tiêu đó có thể là process có thể là quy trình có thể là chức năng có thể là flow vân vân trên hệ thống các bạn lưu ý chuyện đó để mà các bạn không bị nhập nhằng nhầm lẫn với các cái khái niệm khác hy vọng là hai lúa sẽ giúp được các bạn một hình phương ban đầu liên quan tới use case và use case diagram cũng như là làm sao để mô tả use case hai lúa cho các bạn chúc các bạn thành công